chỉ có cái nhỏ ở nghe là miệng lớn là bụng, miệng bằng bụng, và đây là miệng nhỏ là bụng. Đó là cái kích thước gì bụng, về lỗ sinh dục, tất cả các loại sáng, lỗ sinh dục luôn luôn phía trước giữa bụng, trừ 6 tuổi, lỗ sinh dục và phía sau. Mang tràng, tất cả mang tràng đều thẳng, trừ trường hợp mang tràng có sáng quá lớn ở đây là nó không nhanh. Về buồng trứng, hai loại về kích thước lớn này thì thường là buồng trứng phân nhánh và tinh hoàn phân nhánh, còn các loại nhỏ này thì buồng trứng phân thùy và tinh hoàn phân thùy. Còn cái này thì không, nó thành một khối, nó không phân nhánh và nó không phân thùy. Về những kích thước của xá lớn, đã nói là xá lớn, cái này kích thước nó lớn nhất là hai kích thước của hai con xá lớn ra và xá lớn ra đùi, kích thước giống nhau là 140 micromet, kích thước xá nhỏ 30 micromet, xá phổi 90 micromet. Đây là con ma, xá lớn nhỏ ruột 120 micromet. Trong các loại sáng này chỉ có trường hợp trứng sáng lá nhỏ ở gan là có phôi ngay từ lúc mới sinh, còn tất cả các loại sáng này là phôi bào nữa. Nó như vậy là bản tóm tắt, em cần nhớ số 9 bản tóm tắt của 5 loại chúng ta phân biệt. Nhìn vào cái này chúng ta sẽ nhận định. Bây giờ chúng ta coi con sáng lá lớn ở gan. Sá lớn ở đây có hai loại là hepatica và sinatica. Chúng ta nhìn vào con em. Thứ nhất là sá lớn ở đây, bởi vì chúng ta thấy tại sao nhìn nhờ cái sá lớn ở đây, bởi vì giữa cái đầu và cái thân nó có cái eo, đây cái eo đó. Rồi bây giờ phân biệt hai loại sinatica và hepatica. Con hepatica cái hình lá tương đối cân đối, tức là kích thước được nó dưới 3 cm, còn thường cái con di căn ca thường là 3 cm trở lên, khoảng 4 cm. Như vậy con già vậy là con di căn ca và con ngắn nó là thêm 3 cm. Như vậy con này con gì? Di căn ca. Di căn ca. Tăng tràng của nó con nhánh là vậy. À, nếu chúng ta bắt được con sáng thì thực tế manh tràng nó không nhánh, nhánh nó nhỏ, manh tràng là cái ruột. Bây giờ chúng ta qua nhìn thực tế, còn con sáng lá lớn nó ruột á, rất kỳ á, nó cũng kích thước như vậy, nhưng mà chúng ta thấy giữa nằm giữa cái đầu và cái thân nó không có cái eo, cho nên kích thước lớn chúng ta chỉ cần nhìn vào cái eo á, là chúng ta có eo không, có eo là nó sáng lớn cái kề, không eo là sáng lớn cái ruột, chúng ta tìm hiểu được. Và đặc biệt con sáng lá lớn hay ruột á, cái hiểu biệt rất nhỏ so với hiểu bụng. Hiểu bụng nó khoảng 3 mm, thì hiểu biệt chỉ có 1 mm thôi. Cho nên đây là loại hiểu biệt nhỏ hơn bụng. Và đây là hình thức hai khối tinh hoàn, là cái này người ta làm cái mẫu là cho tiêu protein rồi. Chúng ta thấy các cơ quan khác, đây là tinh hoàn, đây gọi là tinh hoàn phân nhánh. Tinh hoàn phân nhánh là nó vậy á. Để cho mấy em có cái hình tượng buồng trứng phân nhánh trong đây học rõ lắm. Còn sáng lá phổi, đây là loại tăng tràng không phân nhánh con sáng lá phổi, nhưng nó hơi ngọt mèo, chỉ có con sáng lá phổi. Còn đây là con sáng lá nhỏ ở gan, tăng tràng thẳng. Đây con gì? Các anh nhìn vô anh là biết con gì? Eo. Đây là loại sáng nó lớn ra gan, cái gì nó có eo nè, giữa cái đầu với cái thân nó có cái eo. Đây là cái hình nó. Đây nè, đây là cái điểm, đây là điểm bụng nè, đây là điểm bụng nè, và đây là cái lỗ sinh dục.
và người ta đây là cái gai dao hợp của cơ quan nổ sinh dục tiết tiện tiết tiểu phụ và đây là cái nổ sinh dục và đây là cơ quan sinh dục. Và cái nghĩ như đó nãy sáng là cái da tiểu phì nó vô lên thành các u một gai, đây em thấy những cái đỏ đỏ đó là các u của da sáng. À, tiểu miệng nhỏ tiểu phụ thấy không? Rồi bây giờ người ta làm cái tumor để thấy thì đây là bộ phận tinh hoàn, hai khối tinh hoàn phân nhánh của sao lớn hơn gan, cho nên bản tính pháp chúng ta coi là tinh hoàn phân nhánh là gì, hai khối tinh hoàn phân nhánh buồng trứng phân nhánh, đây là buồng trứng phân nhánh này. Đây là cái banh tràng, banh tràng phân nhánh, đây là hai cái banh tràng đó, cái phần nhánh là thành ra con sắt nó lớn ra mình nhìn vào mắt thường á, khi mà chưa cho tumor á thì hai bên này nó sậm, luôn nó sậm màu lên, bởi vì cái mặt tràng phần nhánh ra ngoài nó phần nhánh nhiều thì nó sậm nó màu lên. Đây sậm màu, chúng ta thấy khi mà chưa phần nó sậm, hai luôn luôn nó sậm màu, đây thì nó sậm màu. Đây là hình để chiếu lại được rõ. Rồi đây là trường hợp sáng nó nhỏ ở gan. Đây là tinh hoàn phân thùy là vậy. Đây là tinh hoàn là hồi nãy con nhánh còn đó, cái trường hợp sáng nó nhỏ là phân thùy. Phân thùy, buồn trứng ở đây phân thùy nhưng không rõ lắm. Người ta nói cái hình này con này kích thước có chừng 1 cm. Mình nhìn mà mình bắt thực tế nó bỏ vào thì cái dụng cụ, cái dụng hồn tiêu tri giống như là cái hạt tóc léo, giống như hạt tóc mà mình lép. À đây cái bóng lớn này, biểu hiện lớn so với biểu phụ. Cái này biểu hiện lớn là cái thước khoảng 1.2 mm, cái này khoảng 1 mm. Và đây là lỗ sinh dục ở phía trước của phụ. À, tinh hoàn phân thùy là gì? Tinh hoàn, hai cái tinh hoàn phân thùy. Cái này sẽ lớn là mình phóng lớn này. Thấy cái biểu miệng của biểu phụ, với biểu miệng của biểu phụ. Sao lá phổi? Sao lá phổi thì chúng ta biểu miệng bằng với biểu phụ giống như bản công tác. Lỗ, chỉ con này là lỗ sử dụng cây phía sau, biểu miệng, biểu phụ. Tinh hoàn phân thùy, đây chỗ này. Chuồn trứng phân thùy, đây, chúng ta vẽ lại đồng nghĩa. Và cái banh tràng của này là nó hoàn mèo nhưng mà nó không không chắc. Còn echinocoma tức là sáng lá nhỏ ở ruột, sáng lá nhỏ ở ruột, sáng thì chín loài nhưng chúng ta chỉ duy chỉ có để không có một loài, thì cái con này kích thước khoảng thì nói là 0.8-0.9 cm và cái đầu nó có hàm gai hay cái gai đây. Thì người ta chỉ đếm cái gai này có bao nhiêu cái gai đó. Ra tên, ví dụ như Echinocoma reticulum, Echinocoma reticulum, mỗi loại có con 50 gai, còn 40 gai v.v. Nhưng mà chúng ta không cần quan tâm nó, không cần nhớ kỹ như vậy. Chúng ta chỉ biết đầu nó có gai rồi. Đây là cục sáng của lá nhỏ rồi. Điểm viện nhỏ hơn điểm phụ. Bên trong một khối tinh hoàn và một khối. Đây trên cái hình người ta chụp, đây là cái điểm viện và đây là cái điểm phụ. Rồi, như vậy thì hình thể mà chúng ta nhớ như đó. Về trứng. Trứng sao? Trứng này, kích thước nó thì nhìn trứng lớn nhất là trứng con gì? Sáng ra lớn. Thì theo thấy thứ nhất mình nhìn vào kích thước 140 mm, vỏ nó mỏng đều, bên trong chứa phôi bào ngay từ lúc nó sinh, trên nó đỡ một đầu của trứng có nắp, như vậy nó giống như coi cái gì sáng đèn cá, đúng như vậy á. Các em thấy vừa vô thì người ta bắt buộc
nhìn vào mới có cái đồ đao cắt thứ các bia, người ta đao đường kính dài 140 mm, đây là sáng la lớn. Còn nếu như mà đao có 70 mm thì đó là sáng dạy cá, cho nên đó là phải nhớ cái thứ là vậy. Thì hai con sáng lá lớn ở khe và sáng lá lớn ở đùi có kích thước giống nhau và hình dạng tương đối giống nhau, cho nên đối với chúng ta thì mấy em mỗi cần phân biệt đây là trứng sáng lá lớn ở khe hay trứng sáng lá lớn ở đùi thì biết đây là trứng sáng lá lớn ở đùi. Thì khi mà trên cái bảng kết quả thì bác sĩ nghi ngờ ta cho xét nghiệm xong rồi người xét nghiệm đó là trứng sáng lá lớn, thì lúc đó nếu như nó gây triệu chứng ở đùi thì biết là sáng lá lớn ở đùi, còn nếu nó gây triệu chứng ở khe thì người ta biết đó là trứng sáng lá lớn ở khe. Rồi đây là trứng sáng lá phổi kích thước 90 mm, trứng này nó cũng có đắp, nhưng mà đặc biệt á là cái vỏ của nó ở đối diện với mắt nó hơi dày lên đây, cái vỏ so với đây chúng ta thấy cái thành nó mỏng, nhưng mà vỏ đối diện với mắt nó hơi dày, bên trong chứa phôi bạc. Còn cái trứng của con sáng lá nhỏ ở gan, đây là sáng lá phổi, trứng sáng lá lớn ở gan ra ruột ha, trứng lá phổi sáng lá nhỏ ở gan, được nhìn thấy giống gì? Tự nhiên mình nghĩ ra tùy theo nhớ cái gì thì có người nó có mặt mè, có người nó có mặt bí vân vân. Chúng ta thì kích thước nó giống như cặp bí rỡ các bạn, cứ nghĩ như vậy cho nó dễ nhớ. Thì kích thước nó 30 mm từ đầu này, nó cũng có cái đắp và bên trong chỉ có trứng con này là có khôi ngay từ lúc sinh. Còn đây là trứng hematoma 120 mm và cũng có đắp. Và sau này thực tập á thì đối với em bỏ cái trứng này đi, bởi vì cái trứng này 120 mm, 140 mm tôi thì không quen lắm dễ lầm, cho nên cũng chưa thực tập, chỉ thực tập ba cái kích thước này thôi. Còn cái 120 mm thì sao nó lại bỏ? Về chu trình phát triển thì gồm lại 5 con sáng thì trong khoảng 30 trang giấy đó gồm là các còn đạt ra thôi, nhưng mà phải nhớ thứ nhất của viết tắt chỉ là vậy, là sáng lá lớn ở gan, đây là sáng lá nhỏ ở gan, sáng lá lớn ở ruột, sáng lá nhỏ ở ruột tức là con hematoma, sáng lá phổi rồi viết tên ha. Thì vị trí ký sinh trong cái da con người đó là gì? Con sáng lá lớn ở gan ký sinh ở ống mật trong gan, ống mật ở gan. Cái hai sáng lá nhỏ cũng ký sinh ở mật, sáng lá lớn ở ruột ký sinh ở ruột. Đây thì nó tương ma sáng lá nhỏ ở ruột ký sinh ở ruột, sáng lá paragonivis sáng lá phổi ký sinh ở phổi. Như vậy chúng ta cái tên của cái gì các chúng ta nghe là biết kích thước lá lớn lá nhỏ vị trí nó ký sinh ở đâu rồi. Giờ khác như chỗ nào, hai con sáng lá lớn ở gan và sáng lá nhỏ ở gan đều ký sinh ở mật, nhưng mà người ta thấy rằng nè sáng lá lớn ở gan thường nó ký sinh ở ống mật và lớn ở ngoài gan, còn con sáng lá nhỏ ở gan thường thấy ký sinh thì có mật nhỏ ở trong gan. Rồi đó chị ký sinh. Bây giờ nó ăn những chất gì khi vào của người ta các loại sáng ở gan thì nó ăn các chất tiết từ mật, còn sáng ở ký sinh trong phổi nó ăn các chất tiết từ phổi, còn các loại sáng ở ruột nó ăn các chất dinh dưỡng từ tận ruột. Sau đó thì nó để trứng theo phân ra ngoài, trứng theo phân ra ngoài. Ra ngoài khoảng 2 tuần thì nó nở ra ấu trùng lông gọi là miracidium. Ấu trùng lông này khác với các ấu trùng lông của sáng thủy cá hình bầu dục. Miracidium hình bầu dục. Sau đó ấu trùng lông bị thu hút bởi một loại ốc. Rồi chúng ta lưu ý thế này, trong các loại trứng sáng lá cái trứng lớn từ 90 mm lên là nó phải nở ra cái ấu trùng lông của con ốc khoe. Trong trường hợp trứng sáng lá nhỏ kích thước khoảng 30 mm, cho nên con ốc nó ăn luôn và nó nở ra miracidium trong con ốc. Đây là các bạn thể hiện ra vậy.
tùy theo từng mỗi loại sáng nó bị thu hút bởi mỗi loại hấp hấp ăn, mỗi loại viên ra xương khác nhau. Hấp điệt này nó ăn còn đi ra sử dụng của sáng nó lớn ở gan và sáng nó nhỏ ở ruột echinocoque làm một bít ăn ấu cùng cái miracium của sáng lá lớn đã đủ đi đi nha thì nó đủ miracium của sáng lá nhỏ ở gan về là da sáng nó bổ. Như vậy á thì tại sao người ta nó hỏi tại sao mà mỗi loại ốc, tại sao con ốc nó làm sao mà nó lại nuốt, nó chỉ có liên, ví dụ như con liên đen nó chỉ nuốt cái con sáng cái mấy ấu trùng lông của con sáng lá lớn ở gan mà nó không nuốt các con khác. Làm sao mà các nhà ít sinh hoạt ta biết như vậy? Tại sao biết được vậy? Theo em nghĩ tại sao biết vậy? Mà nói rằng mấy hồi xưa trước khi làm thì người ta bỏ nhiều loại ốc, nhiều loại ốc trong một cái phần, trong một cái thau nước hay cái gì đó, được bùn nước xong rồi cho các trứng nở đi ra siêu vân vân hoặc là cho trứng của các này nở ra thì sau đó nó đỡ ra thì người ta mới thấy rằng các bạn mới biết những cái tình cái loại áo cụ đông này người ta xác định được. Các em không cần xác định nhưng mà mỗi loại áo cụ đông nó có đặc điểm khác nhau thì người ta mới cho con áo có tiếp xúc. Thì sau đó thì mỗi loại áo cụ đông nó vào từng loại áo đi. Nhưng mà người ta đặt vấn đề tại sao mà áo có cụ đông này nó không vào một loại áo khác mà nó có ví dụ sáng lá nhỏ anh nghe chỉ vào con áo kia nha mà nó không vào ra là biết là sao đó. Đó là nghĩ là sao? Tại sao mỗi cái loại như na xương này nó chỉ vô một cái loại ốc riêng? Đó là gì? Chỉ gì? Nhớ, con ốc nó tiếp nhớ. Thì người ta nói rằng mỗi cái loại nhớ của ốc nó có tạo như thế nào đó mà người ta nghiên cứu của mình nói rằng là nhớ này nó có cái hiệu ứng nó làm ứng động và nó thích hợp với từng loại ốc riêng. Cho nên những trường nào ví dụ có ác lan viết là thường tỷ lệ nhiễm sáng lá ruột ở trong cộng đồng cao hoặc là những trường nào có ác melania thì tỷ lệ nhiễm sáng lá ruột cao thì đây là dành cho những nhà mà dự phòng hoặc những nhà nghiên cứu về cái các tỷ lệ nhiễm ở trong cộng đồng đó người ta mới nghiên cứu người ta để ý các bài học để người ta biết là những tỷ lệ nhiễm nhiều hơn. Thì sau khi vào con ác rồi thì khoảng chừng 4-7 tuần sau đây là các loại ốc, ốc thiên nê, ốc lanfix, ốc bilinia và ốc melania. Sau một thời gian, các ấu trùng lông này vào trong ốc biến thành ấu trùng đuôi. Ấu trùng đuôi, Cercaria. Còn Renia là giai đoạn trung gian của ấu trùng đuôi thôi, mình sẽ ấu trùng đuôi. Sau đó ấu trùng đuôi thoát ra khỏi ốc và đi vào như vậy đây gọi là ký chủ trung gian 1. Qua cái trung gian 2 nó còn có những cái loại như là cây mọc dưới nước, cá, tôm tùy theo. Người ta thấy rằng á những cái ấu trùng đuôi của các loại sáng lớn lớn hay nghe là gì? Cái cây gì? Không nhớ đâu nhé bạn. Thì viết tắt của đây là con gì? Như vậy ấu trùng đuôi của con gì? Cá lớn nghe. Sáng lá lớn là được. Nó vào cây thủy sinh. Cây thủy sinh là cây mọc dưới nước như là có sen, bèo, rau muống v.v. Còn ấu trùng đuôi của con sáng lá nhỏ ở nghe. Đây là viết tắt nghe là sáng lá nhỏ nghe. Nó bị con cá một cái nhóm Cypripidae. Cá Cypripidae gồm có các loại cá như là cá chớp, cá rô, cá chép, cá diếc, cá liên liên v.v. Nó khác với con cá thì bệnh sáng da cá. Thì nó vào trong con cá này, bị con cá này ăn. Thứ ba là tôm cua. Thì ấu trùng lông, ấu trùng đuôi của con sáng lá phổi bị tôm cua luôn. Hoặc là ấu trùng lông, ấu trùng đuôi của các của con sáng lá nhỏ ở ruột á thì chỉ nói thì nó bị con ngao, con nuốt, con cá, nuốt, con ốc, nuốt, con vật. Và trong cơ thể này, mình cứ gọi đây là ký chủ không gian 2 thì nó mất đuôi đi, nó biến thành metasecaria và là nang trùng.
sau đó thì người ta mới ăn. Bây giờ mình bắt đầu diễn như thế nào mình ăn. Một số trường hợp người ta diễn sáng ra lớn hay nghe, hoặc sáng ra lớn là buộc là do ăn cây thì sinh khí nước, ví dụ là ăn tỏi gà có sen đó, thì lúc đó sẽ bị diễn sáng ra ghé lớn ghé hay là buộc. Hoặc là người ta ở số dùng đó, lấy ra muốn nước á, ra muốn trồng ở ao hồ, xong rồi người ta làm ra muốn sống cho ăn vân vân, đó là trường hợp sáng ra. Thì như vậy á, thì đây là trường hợp sáng ra lớn ra như vậy. Vào khi mình ăn phải cây vi sinh mà có những cái beta sạc ga da này vào trong dạ dày, thì vào trong dạ dày thì beta sạc ga da sẽ đi đến tác ràng, rồi sao rồi cái đầu nếu thuộc cái này là về nhà khỏi thuộc cái giết khác. Như vậy đây là trường hợp sáng nó lớn ra nó đến tác ràng xong rồi cái đầu xuyên đến thành thuộc, xuyên qua thành thuộc, nó xuyên qua thành thuộc xong rồi như vậy để ra khỏi thành ruột thì tới đâu? Sức tích cơ là gì? Như vậy là học bài, ví dụ như mình ví dụ mà mấy em mà học bài, ví dụ như không có một bài, tự nhiên mình có giấy phim nó nhỏ viết giờ viết học cái CV viết ra cái gì? CV viết về là gì? So phụng. Cô nếu là so phụng. Nhưng mà đây là sáng nó lớn cái gan, cho nên trước khi vào gan nó đến đầu. Ok, coi nha. Vào gan. Đến vào gan. Vào gan là vào nữa gan và nó đến ống mật. Vào gan xong nó đi dần xuống ống mật. Rồi, như vậy đây là chu trình của sáng ra lớp gan. Rồi cái ăn thuộc như đây là cũng nguyên một quan sát rồi. Nhưng mà đặc biệt lưu ý như sao? Sáng ra lớp gan xuyên qua cái thành ruột. Nó xuyên qua thành ruột để nó vào xong bụng. Thay vì nó leo lên cái bao gan đó, thì nó xuyên qua mạch máu. Như vậy lúc này sáng lớn cái gan thay vì đi vào gan thì nó đi theo về mạch máu, nó lên phổi, nó lên thận, ở mô di da, thì các vị trí đó gọi là vị trí gì? Là chỗ. Rồi như vậy là chỗ sáng lớn cái gan vậy nè, nó lên phổi, nó thận, mô di da. Rồi giờ như vậy sáng lớn cái gan chúng ta nhớ ha, đây là chu trình phát triển và lúc diễn. Rồi thứ hai, trường hợp sáng lá nhỏ ra gan và đây là đây là cái đầu. Thì sao? Mình ăn gỏi cá đi ăn đó. Đi ăn trang rồi gỏi cá gì đó đó. Nha Trang là tôi làm gỏi cá. Gỏi cá, ăn gỏi cá. Nếu gỏi cá, cá có cái đang trùng thì vào trong ruột này. Vào trong ruột nó thì men, con này nó đi thì làm nên nó đến đâu? Đến tác ràng xong rồi nó đi ngược dòng tác ràng, nó leo dần lên cái ống mật để vào các ống mật nhỏ ra gan này. Đây là sáng lá nhỏ ra gan. Bây giờ sáng lá lớn ra ruột thì cái này cũng dễ dàng hơn. Thì mình ăn cây tự sinh đó, có cái beta sạc ca vào trong ruột thì nó đi từ từ dần từ tác ràng, nó đi dần dần xuống ruột và nó tiến sinh ra ruột non. Vừa rồi thì nó có thể đến cái vùng không, vùng non đó là cái vùng không ràng. Không ràng hay là hỏng ràng vậy tùy theo mặt không ràng. Cái là gọi là vùng non. Cái là vùng non có mấy mặt? À. Đúng rồi, tá ràng ở phía trên. Không ràng hay là hỏng ràng gần rưng đó. Rồi đến phần cuối là hồi ràng. Thì là không giữa của chúng ta. Rồi bây giờ trường hợp sáng lá phổi, bây giờ mình ăn tôm cua nướng con chín có beta sạc ca da vào trong ruột thì nó tá ràng, nó xuyên qua thành ruột nó nằm chỉ này nó đoán ra sáng lá phổi á, nó xuyên vào trong thành ruột xong rồi nó ra mặt sông bụng thì bắt bụng lên đâu trước khi lên phổi nó có qua gì? Cơ hoành. Đúng rồi, cơ hoành vô cơ hoành không là tới gì? Màng phổi. Đúng, màng phổi xong rồi nó vô phổi thì sáng lá ruột, xin lỗi, sáng lá phổi thường nó ký sinh là những cái phế quản nhỏ ở trong phổi, nó phổi như thường những cái phế quản nhỏ. Đôi khi người ta thấy nó có thể ở trong cái nang hoặc ở màng phổi. Như vậy á, là ăn tôm cua nướng là mình khoái ăn hải sản, tôm cua nướng thì dễ bị nhiễm sáng lá phổi.
Bây giờ em đi nói cơ ma là sáng lá nhỏ ở ruột. Con này cũng đơn giản hơn. Ví dụ như mình ăn, những người mình khoái ăn ngang, ăn ra mà mình ưa ăn ngao, là cá, cá ăn còn mới là ốc. Người ta ruột thường thường đó, ra ngoài tiệm á, ốc không bao giờ người ta được chín. Người ta được chín tại sao người ta được chín? Teo. Teo nó teo tám lỗ. Thứ hai là mấy người mà ăn ốc á, nhìn con ốc thấy bậc mà tròn thì ra thì ăn ngon hơn. Nhìn con ốc mình được kỹ lắm, teo đó lại cũng là ốc tình, người ta lại chê quá đó. Thành ra đa số chỉ bậc con ngao quý vị. Cho nên nếu chúng ta ăn ốc còn ăn ngao, cá còn ăn những loại này không làm chín thì sẽ có cái beta sacaria của con sáng lá nhỏ ở bụng, và lúc đó là gì thì nhiễm vào con này thì nó cũng đến tá tràng, và sau đó nó đến bụng con, nó nằm ở bụng con, nó nằm ở đeo mọi vị trí bụng con. Và một số trường hợp người ta thấy con này nó để từ bụng con nó xuyên qua cái bụng già, nó đi qua bụng già luôn. Rồi bây giờ là đó là chu trình phát triển của các bọc sáng, rồi nhớ chưa? Đây là nhà bàn.